ta may mắn nhận được ân điển của Nam Định Dân Cuộc Đại Sư. Bí kíp ắt là đắc dụng. Ủa mà hình như hồi nãy tôi có gặp anh ở cái quán phở Vũ phải không? Đúng rồi, tôi nộp đơn xin việc rửa chén phở Vũ mà. Nộp đơn xin việc rửa chén hả? Phở Vũ nổi tiếng mà, phải ai muốn vô là được. Đứa nào qua khỏi cái hồ nước sôi thì được chọn vô nhà vua gia. Đây là con gái của ta Châu Nhi, có biệt tài là nấu phở quỷ khóc thần sầu. Để được lên chức nấu phở của nhà vua gia không phải là chuyện dễ. Làm cái gì cũng không xong, đục áo hại. Hôm nay ta sẽ chọn ra đệ tử chân truyền để trao bí kíp cung phu phận. Ông nhận ra tôi chứ? Làm sao mà tôi quên được cái ngày mà tôi mất hết tất cả. Tôi muốn giúp anh và lại được tất cả. Nhà cô nhà Vũ tái đấu. Thôi Quế đã sẵn sàng kìa. Công phu tỉ thí để giành phần thắng. Bắt đầu! Tốc độ là quan trọng. Thế phải vững, lực phải mạnh, mục tiêu phải chính xác.